Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 1 Tân Nương Thất Lạc Đại Ngụy thật sự là một nơi nguy hiểm. Khương Đào Hoa vừa ôm chiếc áo cưới dài, vừa chạy như điên, trong lòng thầm chửi rủa. Chưa từng thấy thủ đô của một nước lớn nào lại xuất hiện chó sói hoang trên đường. Cô đến đây để kết thân, chứ không phải làm mồi cho sói. Cấm vệ quân của thủ đô này có còn làm việc không? Thật là vô dụng. Công chúa, ngài hãy đi trước. Thành đài lo lắng nhìn đàn sói đang đuổi theo sau. Mặt tái nhợt, nô tỳ sẽ dẫn hộ vệ cần lại. Ngài tìm chỗ an toàn, tốt nhất là chỗ cao, trốn đi. Nô tỳ sẽ dẫn người đến đón ngài sau. Được rồi, Khương Đào Hoa không do dự, chạy thật nhanh, dân chúng trên đường tàn ra, đóng cửa sổ rầm rầm, không ai mở cửa dù cô đã mệt lử và muốn gõ cửa xin cứu mạng. Thật là một đất nước lòng người bạc bẽo. Trên đầu đội mũ vàng nặng chiếu, y phục vướng víu, rất bất lợi cho việc chạy trốn, đào hoa liền vứt bỏ mọi thứ vào một đống giỏ che bên đường, chỉ mặc bộ váy trắng viền đỏ đơn giản, tiếp tục chạy. Tiếng sói chu ngày càng xa, xung quanh không còn ai, cô dừng lại, tựa vào cửa sau một căn nhà. Vừa định thở một hơi, cánh cửa sau bất ngờ mở ra, mất thăng bằng, Khương Đào hoa ngã vào sân nhỏ. Một giờ trước, cô còn là công chúa cao quý từ Triệu quốc, được đưa đi gả cho nam vương của Ngụy quốc. Ai ngờ một giờ sau, cô lại rơi vào tình cảnh này, ngã vào một nơi lạ lẫm, trông thấy toàn những thứ lạ hoắc. Ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn xung quanh, cô đã thấy một người trước mặt trừng mắt nhìn, rồi hô lớn vào trong sân. "Tìm thấy rồi, con tiểu tiện nhân này ở đây." Tiếng hét vang khắp nơi, ngay sau đó có mấy người chạy đến không cho cô cơ hội giải thích, một cái tát dáng vào gáy Khương Đào Hoa. Đau quá, thật sự rất đau, nhưng không đến mức bất tỉnh. Thấy không thể trốn thoát, để tránh bị đánh thêm, Khương Đào Hoa giả bộ bất tỉnh, để họ mang cô đi đâu đó. Trên đường, cô muốn chạy trốn nhưng bị giữ chặt, đưa vào phòng, rồi có người bóp miệng đổ thuốc vào. Theo lý, loại thuốc không rõ nguồn gốc này cô phải nhổ ra, nhưng không hiểu sao nó lại ngọt như cháo tuyết, khiến cô nuốt vào. Xong rồi, hối hận cũng không kịp, Khương Đào Hoa hé mắt nhìn, thấy mấy nha hoàn đang kéo xiêm y cô, còn vài phụ nữ béo đứng xung quanh, lo lắng hô, nhanh lên, nhanh lên, không kịp rồi. Đi đầu thai à? Cô muốn nói họ nhầm người, nhưng có lẽ do thuốc, tứ chi không nghe lời, muốn mở miệng cũng khó. Xiêm y bị xé rách, thay bằng bộ lụa đỏ thấm, rồi họ đưa cô lên giường lớn, đắp chăn. Cửa kết một tiếng mở ra, trong phòng yên tĩnh. Khương Đào Hoa năm nay 18, tuổi đẹp để kết hôn, từng có người yêu Thanh Mai Trúc Mã, nhưng bị chị mình cướp mất. Triệu quốc hoàng đế giả yếu, tân hậu tham chính, muốn lập trường nữ làm vua, triều đình phân tranh, dân chúng hoảng loạn. Cô cùng em trai không nơi nương tựa, chỉ có thể kết thân với Ngụy Quốc để tìm đường sống. Nhưng có vẻ con đường này hôm nay đã bị chặn. Trong phòng hương thơm lượn lờ, đào hoa cảm thấy người như khô cạn, từ bụng lan đến cổ họng. Cố mở mắt, cô thấy một bức tranh xuân cung đồ treo trên tường. Hoa kiểu khó chịu điệp ong cuồng, cùng lá liền cảnh đưa ra lang. Cảnh nam nữ giao hoan, thật không chịu nổi, treo thứ này ngoài thanh lâu thì chẳng còn nơi nào khác. Vậy cô bị đặt trong thanh lâu, chờ đợi điều gì? Khương đào hoa tuyệt vọng, dù trinh tiết không quá quan trọng với cô, nhưng chưa vào phủ nam vương mà mất nó thì làm sao vào được. Đây là hiểu lầm hay có người cố ý hại cô. Trong phòng có tiếng động nhỏ, qua màn lụa, có người đến. Khương Đào Hoa cố giữ tỉnh táo, nhìn bàn tay đưa vào, chuẩn bị tấn công. Bàn tay rất đẹp, trắng nõn, chạm vào vai cô lạnh buốt, khiến cô không kiềm được mà cọ vào. "Thật là hiếm thấy mỹ nhân." Giọng nói trầm thấp, mang cảm xúc khó hiểu. Khương Đào Hoa ngước nhìn, chỉ thấy dáng người mờ ảo, như núi non sau mưa, lạnh lẽo như sương mù. "Ngươi là ai? Người nọ ngồi cạnh giường." tay vuốt ve cô, rồi cởi áo bào, mặt nghịch ánh nến, không rõ nét. Ta sao? Hắn cười nhẹ, đại khái là ân khách. Khương Đào Hoa. Câu trả lời đơn giản làm lòng cô trầm xuống. Công chúa Triệu Quốc, nếu bị làm nhục trong thanh lâu, tin này truyền về quốc, làm sao trường quyết ngẩng đầu lên. Không được, cô phải từ chối. Dùng hết sức, cô định đẩy hắn ra, nhưng tay rơi vào ngực hắn, lại kéo hắn gần hơn. Thuốc này thật đáng ghét nhìn hắn từ từ đè xuống khương đào hoa thét lên trong lòng cơ thể cứng ngắc hắn thở vào cổ cô tê dại khiến cô quay đầu đi uống thuốc tiêu hồn rồi đừng phí sức thuốc này mạnh không ai chống lại được hắn nói hô hấp nặng nề nghe nói người biết mị thuật gặp thuốc này càng muốn chết đồng tử co lại cảm giác cơ thể nóng rực bị hắn bao trùm khương đào hoa hít sâu cố giữ tỉnh táo làm sao ngươi biết ta sẽ xuyệt đừng nói hắn đưa tay, vuốt ve ra thịt cô, giọng nhẹ nhàng, nữ nhân nói nhiều không tốt, tối nay chỉ cần hầu hạ ta là được. Hầu hạ cái con bà ngươi, Khương Đào Hoa giống lên, ngươi không muốn sống nữa, ta là công chúa triệu quốc, ngô, miệng bị hắn bịt kín, đèn tắt, phòng tối đen. Đào Hoa nhíu mày, chỉ thấy đôi mắt hắn lấp lánh. Phải nghe lời, hắn nói, muốn sống hầu hạ ta, hay chết bị ta chiếm hữu ngươi chọn một trong cơ thể nóng bức không chịu nổi đầu óc muốn suy nghĩ thêm nhưng thân thể đã dán vào hắn nóng rực cỏ vào mắt lạnh đào hoa không kiềm được gen gì âm thanh mềm mại như móng vuốt mèo cao vào lòng hắn hắn dừng lại cười khẽ rồi bắt đầu vuốt phe cô nữ tử triệu quốc dù bình dân hay hoàng thất đều học mỹ thuật từ nhỏ khương đào hoa rất hiểu cách làm hài lòng nam nhân bình thường học mỹ thuật chỉ là bề ngoài nhưng đào hoa học sâu để khống chế nam nhân hắn là con mồi đầu tiên của cô. Nhưng tình huống này không như cô nghĩ. chương 2, lần gặp gỡ điên cuồng. Dựa theo sự chỉ dạy của sư phụ, Khương Đào Hoa đã dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ và mê hoặc. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, người đàn ông không những không bị lôi cuốn mà còn muốn kiểm soát nàng, bảo nàng phải làm theo ý hắn. Điều này khiến nàng vô cùng khó chịu, có người đàn ông nào trên giường mà vẫn giữ được lý trí như vậy sao? Chẳng lẽ kỹ năng của nàng chưa đủ tốt? Khương Đào Hoa tức giận, vòng tay qua cổ người đàn ông và ngửa đầu lên định hôn. Người đàn ông đột ngột cứng đờ và quay mặt đi, giọng có chút chán ghét, "Đừng mơ tưởng." Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn môi, không phải ai nàng cũng muốn hôn. Thái độ của hắn là ý gì? Sự kiêu ngạo của Khương Đào Hoa bị thách thức, nàng xoay người và đè người đàn ông xuống, tư thế của nàng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ thật quyến rũ. Trong giây lát, căn phòng trở nên yên tĩnh. Đẹp không, nàng nửa nhắm nửa mở mắt, cười quyến rũ, nếu đã muốn ta hầu hạ, thì hãy tận hưởng, còn giữ lý trí làm gì. Người đàn ông lạnh lùng nhìn nàng, tay bóp eo nàng và nói nhỏ, với kỹ năng của ngươi, nếu ta không giữ lý trí, mạng ta cũng phải giao cho ngươi. Hắn không ngốc, Khương Đào Hoa cười, ngươi nghĩ mình sẽ bị hút hồn đến thế sao? Không phải, hắn lắc đầu. Vậy tại sao trốn tránh? Bẩn. Chỉ một chữ đơn giản nhưng chấn động Khương Đào Hoa, nàng không thể tin nhìn hắn. Nói nàng bẩn, vậy sao hắn còn đến đây? Đầu hắn có vấn đề không? Ngực nàng như bốc lửa, cơn giận dữ bùng lên. Khương Đào Hoa không suy nghĩ nhiều, lao tới đập đầu vào người hắn. A. À, kết quả là cả hai đều bị thương, mỗi người một cái bướu trên trán. Khương Đào Hoa chưa hả giận, định tiếp tục đụng nhưng bị hắn giữ chặt và đè nàng xuống giường, không chút nhân nhược đau quá người còn biết đau hắn lạnh lùng chen chân vào tách hai chân nàng ra không cho nàng kịp chuẩn bị trực tiếp xông vào a à, khương đào hoa kêu lên thảm thiết mặt trắng bệch thân thể run rẩy móng tay bấu chặt vào da hắn người đàn ông hít một hơi lạnh động tác chậm lại sau đó trầm mặc khương đào hoa đau đến mức sống đi chết lại cắn mạnh vào môi hắn người đàn ông kêu đau thân thể tản ra hơi thở xâm lược và giận dữ động tác càng thêm thô bạo. Không, nước mắt tuôn rơi, Khương Đào Hoa cảm thấy mình thật thảm hại. Người ta nói đàn ông gặp nàng sẽ trở nên nhu hòa, nhưng người này là tên xúc sinh. Đợi đến sáng mai, nàng nhất định bắt hắn trả giá. Tháo hắn ra thành tám mảnh. Giữa cơn quằn quải, âm thanh hoan lạc đứt quãng rồi liên miên. Ngoài cửa sổ trăng sáng mới lên, xa xa còn nghe tiếng sói chu. Giờ dậu hai khắc, có người gõ cửa phòng người đàn ông trên giường thở dài, định xuống giường nhưng bị Khương Đào Hoa ôm lại. Cửa ngoài trạm lô nhíu mày, nhìn canh giờ rồi gọi, chủ tử. Ân, bên trong đáp lại, giọng khan khan, không nói thêm gì. Rồi lại có tiếng động khiến người ngoài mặt đỏ. Lo mặt, chạm lô ho khẽ, nghiêng đầu nhìn đầy tớ, lại kéo dài với cảnh vương ra một lát. Vâng, đầy tớ đáp và rời đi. Đẩy nữ nhân lên giường là bản lãnh của nam nhân, nhưng giữ nam nhân không rời giường lại là bản lãnh của nữ nhân. Khương Đào Hoa chịu đựng đau đớn, dốc toàn bộ vốn liếng cùng hắn tranh đấu. Sau khi hoan lạc, Khương Đào Hoa mất hết quyến rũ, nhưng thân thể nàng không thể đơn giản để hắn đi. Dây dưa, nàng muốn nhìn rõ mặt hắn, nhưng hắn giữ tay nàng cố định, tay phải che mắt nàng. Người nhận không ra người, Khương Đào Hoa bực mình. Lúc nên gặp sẽ gặp rõ, như bây giờ, quá thất lễ. Khương đào hoa, còn đã cầu thả, còn quản thất lễ gì nữa, đầu óc hắn có vấn đề không? Muốn dẫy rủa nhưng người hắn lại kề sát bên tai nàng, hơi thở dồn dập nói đừng mơ thắng ta, người không thể. Khương đào hoa chưa kịp suy nghĩ, lại bị cuốn lên đỉnh vu sơn, không còn cơ hội nói chuyện. Giờ tuất hai khắc, cửa lại gõ vang, người đàn ông đứng dậy, mặc đồ từ từ, nhìn nàng một cái rồi ra ngoài. Khương đào hoa mệt mỏi, mở mắt không ra, không còn sức lực giữ người. Nghe bên ngoài ồn ào, có người kêu lớn, nhưng rồi lại yên tĩnh. Nàng chờ mình, quyết định không quản nữa, dù sao cũng đã xảy ra chuyện lớn, ngủ một giấc đã. Khương Đào Hoa có ưu điểm là ngủ rất sâu, xét đánh cũng không tỉnh, nên luôn nghỉ ngơi tốt. Nhưng cũng vì thế mà bị người ta chuyển đi không biết. Như hiện tại, nàng bị mang ra ngoài, một đường ồn ào, chỉ nhép miệng rồi tiếp tục ngủ, ngủ đủ bốn canh giờ mới mở mắt. Chủ tử, bên giường có người quỳ, thanh đài dẫn đầu mọi người dập đầu. Khương đào hoa rụi mắt, nhưng người nhìn họ, ngơ ngác, các ngươi làm gì vậy? Thanh đài đỏ mắt, mím môi, bọn nô tỳ hộ giá bất lực, xin chủ tử trách phạt. Hộ giá bất lực, khương đào hoa ngồi dậy, đau đớn làm nàng hít một hơi, nhớ lại chuyện hôm qua. Nàng bị cướp mất trinh tiết ở thanh lâu. Mặt tái mét, Khương Đào Hoa run rẩy, nhíu mày, "Hôm qua các ngươi sao không tìm ta?" Thành Đài cắn răng, "Bọn nô tỳ đuổi sói rồi đi tìm, nhưng không thấy." "Sao lại không thấy, ta có để lại ký hiệu mà." Chúng nô tỳ theo ký hiệu tìm, nhưng đến ngõ hẻm thì không thấy dấu vết, tìm khắp nơi không được. "Ngõ hẻm?" Khương Đào Hoa nhíu mày, nàng không qua ngõ hẻm, sao lại có ký hiệu ở đó? Nhìn quanh, Khương Đào Hoa mới thấy nơi này xa lạ sang trọng, quý phái. Đây là đâu? Tướng phủ? A, à, Tướng phủ, Khương Đào Hoa gật đầu. Đợi chút, Khương Đào Hoa chợt nhận ra điều gì, kéo Thanh Đài lại, "Tướng phủ." Thanh Đài nặng nề gật đầu. Sao lại ở Tướng phủ? Ta là công chúa hòa thân, phải gả nam vương, dù hôn sự thất bại cũng phải ở dịch quán, sao lại ở Tướng phủ? Thanh Đài thở dài, nô tỳ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tối qua thừa tướng tìm thấy ngài, nói đã làm lễ phu thê, nên cả đêm thừa tướng cùng cảnh vương vào cung, đến giờ chưa ra. Hả, Khương Đào Hoa ngốc ra, người hôm qua ở Thanh Lâu là thừa tướng đại ngụy. Sao lại thế này, đường đường thừa tướng, sao lại ở Thanh Lâu, còn cùng nàng viên phòng? Tuy ta mới đến, nhưng sao có gì lạ vậy? Khương Đào Hoa nhíu mày, thừa tướng là người thế nào? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 3, Thừa tướng Đại Ngụy Thầm Tại Giả. Thanh Đài nói, nô tỳ tì đã tìm hiểu, thừa tướng năm nay chỉ mới 26 tuổi, có vô số cơ thiếp nhưng lại chưa có người nối dõi. Hắn rất được hoàng thượng sủng ái, quyền cao chức trọng, thế lực trong triều không hề nhỏ. Đôi mắt Khương Đào Hoa sáng lên, cô ngạc nhiên hỏi, vị thừa tướng này so với Nam Vương còn quyền lực hơn sao? Đúng vậy, Thanh Đài gật đầu, Nam Vương còn quá trẻ, không có quyền không có thế, chỉ có danh nghĩa vương gia, và trong các hoàng tử lại là người ít được sủng ái nhất. Nói cách khác, bỏ lỡ vương gia, lại may mắn gặp được vị thừa tướng khó lường. Khương Đào Hoa lập tức tinh thần, cười hắc hắc hai tiếng, rồi bắt đầu quan sát gian phòng. Đi tìm cho ta sợi dây thừng. Công chúa, thành đài nhíu mày, ngài muốn làm gì? Người đừng lo lắng, Đào Hoa nói, ta chỉ treo ngược một chút thôi. Thanh đài, chào ôi, người đừng đè nặng ta, đau quá nhìn thanh đài căng thẳng nhào lên, Khương Đào Hoa bật cười. Bị thanh đài đè chặt xuống giường, Khương Đào Hoa khó khăn mới mở miệng, ta không muốn chết, thật đấy. Nhưng hiện tại tình thế là công chúa ta sai gả cho người, không treo ngược lên thì người ta sẽ nghĩ ta muốn nịnh bợ thừa tướng, là một kẻ xô nịnh. Thanh đài dừng lại, nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Ngài chẳng phải muốn nịnh bợ thừa tướng sao? Hiểu được ánh mắt của thanh đài, đào hoa cười gian trá, vỗ vai nàng, tiểu cô nương, đi theo công chúa ta học hỏi còn dài. Muốn sống, phải giấu kín suy nghĩ, nên làm gì thì phải làm cho đủ, hiểu chưa? Nô tỳ đi tìm sợi dây thừng. Ngoan ngoãn. Khương Đào Hoa ngồi dậy, lập tức tiến vào trạng thái, chạy đến bàn trang điểm tự mình tô phấn, trang điểm tiểu tụy. Sau đó, cô nhận sợi dây thừng từ thanh đài, treo lên xà nhà. Đi đứng bên ngoài, có người đến thì hô lên một tiếng. Vâng, thanh đài đáp, không yên tâm liếc nhìn cô, công chúa, sợi dây thừng này. Yên tâm đi, nút giải rút, đào hoa dơ dây thừng lên, tự tin đứng lên băng ghế. Thanh đài gật đầu, xoay người ra ngoài, vừa đóng cửa lại, nghe thấy tiếng người đến thông báo thừa tướng hồi phủ. a à, nhanh vậy, sợ hãi, thanh đài vội hướng vào phòng gọi, đến đây. Hít sâu, khương đào hoa nắm lấy dây thừng, nhét đầu vào, đạp mạnh xuống, treo mình lắc lư như miếng thịt khô. Nhưng lắc lư ba cái, mặt đỏ lên, vẫn không thấy ai vào. Tình huống gì đây? Giãy dụa một lúc, thật sự thở không nổi, Đào Hoa tranh thủ kéo dây ra, ngã ngồi xuống đất, thở dốc. Nhưng chưa kịp làm gì, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Cửa bị đẩy ra, Khương Đào Hoa ngước lên, liền đối mặt với một nam nhân. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng trực giác bảo nàng biết đây là ai. Thẩm Thừa tướng, người trước mặt hơi nhíu mày ngũ quan rõ ràng trong mắt nàng. Cành hân đệ, hoạch trá sử, chào kỳ thư ác. Mi như kiếm, mũi như sơn, đôi mắt phượng ẩn tình, dáng người cao ngất, khí chàng mạnh mẽ. Dù cười, nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, như bị giã thú để mắt tới. Tuấn lãng đúng vậy, nhưng rõ ràng không dễ chọc. Khương đào hoa toàn thân căng thẳng, vô ý lùi về phía sau. Lần trước gặp vội vàng, không kịp vấn an, giờ gặp mặt chính thức. Hắn cúi người, ôn nhu đến gần, mắt lóe sáng không rõ. Đại ngụy thừa tướng thẩm tại giả gặp qua công chúa. Thẩm tại giả tên thật thú vị, rõ ràng đứng đầu triều đình, lại tên tại giả. Đào Hoa cố gắng cười, gặp qua thẩm tướng ra, ngài trước tiên để ta đứng lên được không? Tự nhiên, hắn gật đầu. Có lễ phép, khác hẳn tối qua. Khương Đào Hoa nghi ngờ. Nhưng thẩm tại giả vừa nói xong, liền bế nàng lên, mắt đối mắt hỏi công chúa vừa tự sát. Tìm lỡ một nhịp, Khương Đào Hoa mở to mắt, cố gắng chuẩn bị tâm lý, che mặt nức nở, đến giờ, Đào Hoa nếu sống qua ngày, nên lấy mặt mũi nào đối với thiên hạ. Hôm qua, thật sự là hiểu lầm, thẩm tại giã thở dài, ôm nàng ngồi xuống giường, nhìn thoáng qua thanh đài đang ló đầu, thành thật khép cửa lại. Mi mắt rủ xuống, thẩm tại giã nhíu mày, có chút ảo não, tại hạ cùng cảnh vương uống rượu, cảnh vương nói có mỹ nhân muốn hiến, ta liền nhận ý tốt. Nhưng không ngờ là, ai, tối qua tiến cung, cảnh vương bị hoàng thượng phạt, đem công chúa ban cho tại hạ, không biết công chúa có thể vì triệu quốc nhẫn nhục, hảo sinh hoạt. Đánh ngất nàng là người của cảnh vương, khương đào hoa nhíu mày, không thể nào, cảnh vương sao lại coi ta là mỹ nhân tặng ngươi. Ta giàu gì là công chúa. Công chúa gặp bầy sói hoang, ném mũ phượng khăn quàng vai thẩm tại giã nói trên người không có gì chứng minh thân phận lại lầm vào gió mưa bị bắt cũng bình thường đúng rồi nàng để tiện chạy trốn ném hết mũ phượng khăn quàng vai đào hoa gật đầu nhưng nghĩ lại không đúng làm sao ngươi biết ta ném mũ phượng khăn quàng vai thẩm tại giã cười vuốt tóc nàng ra sau tai bởi vì đầy tớ tìm thấy mũ phượng khăn quàng vai của ngài giải thích cũng thông đào hoa gật đầu nhìn hắn nhỏ giọng hoàng thượng đem ta cho ngươi, Nam Vương làm sao bây giờ? Nam Vương 16 tuổi, không vội lập chính phi, thẩm tại giã vuốt tóc nàng, giọng điệu đầu độc lòng người. Tại hạ bẩm báo thánh thượng, đền bù tổn thất Nam Vương không thiếu thứ gì. Như vậy coi như vui vẻ, trừ cảnh Vương, ai cũng nắm chắc. Đào hoa gật đầu, đoán tình thế, quyết đoán ôm lấy đùi thẩm tại giã. Vậy sau này, thiếp chính là người của tướng gia. Thẩm tại giã nhún mày, nhìn dây thường còn treo cúi đầu nhìn nữ nhân hai mắt sáng rực vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười hảo từ nay công chúa là nương tử tướng phủ đa tạ đợi chút cảm giác có gì lạ đào hoa hít mắt nương tử là gì chính thất nên gọi phu nhân ân chính thất gọi là phu nhân thẩm tại giã nhìn nàng nói đáng tiếc ta đã có chính thất gọi là cám bã thê không hạ đường thánh thượng hiểu chỉ có thể ủy khuất công chúa làm nhị đẳng nương tử Khương Đào Hoa. Sao cảm giác người này có chút âm hiểm, dù vẻ mặt tiếc hận, nhưng giọng điệu khiến người nghe muốn tát. Dũ mắt, nàng phân tích tình thế. Thực ra lần này gả xa đại ngụy là triệu quốc không biết xấu hổ. Triệu quốc, vì nội loạn, quốc lực suy yếu, quốc chủ muốn thông qua hòa thân tăng hữu nghị, tránh đại ngụy thừa cơ. Đại ngụy hoàng đế không muốn chấp nhận, nhưng khi nàng ngàn dặm đến kinh đô, hoàng đế tức giận chỉ định nàng cho vị vương gia tuổi còn nhỏ và không được sủng ái. Dù không có thẩm tại giã, cuộc sống cũng chưa chắc tốt hơn. Hiện có cơ hội làm nhị đẳng nương từ tướng phủ, thực ra hơn làm chính phi nam vương. Không còn lựa chọn khác. Đa tả tướng gia yêu ái, khương đào hoa thức thời hành lễ. Thẩm tại giã nhìn nàng, đứng dậy nói, rất nhanh sẽ có quản sự đến dạy công chúa quy củ quan phủ đại ngụy, công chúa nên học. Thiếp hiểu đào hoa cúi đầu, tiễn đại gia này nhìn thầm tại giã rời đi, kéo thanh đài vào phòng, khóa cửa lại. công chúa, thanh đài ngạc nhiên, không phải rất thuận lợi sao? hít sâu, đào hoa ngồi xuống giường, ngơ ngác nói, chúng ta có thể đã tiến vào bẫy dập. bẫy dập, thanh đài sững sờ, hiện tình thế không phải có lợi sao? mất nam vương, được thừa tướng, chỉ lợi không thiệt. lắc đầu. Khương Đào Hoa nói, thầm tại giã làm ta cảm giác như rắn độc, bất cứ lúc nào cắn ngươi một cái, hắn vừa nói dối. Ta vì sao có ra thịt thân thiết với hắn, tất cả hắn dường như biết. Sao công chúa biết? Bởi vì ta nhớ rõ, Đào Hoa hít mắt, dù trung thuốc tiêu hồn, ta nhớ ta đã nói gì. Ta nói thân phận, ý đồ hù dọa, hắn che miệng ta. Người thường nghe ta là công chúa, cũng cười nhạo, hắn biết hòa thân, sao lại bỏ mặc, ít nhất nên hỏi nàng, vì xâm phạm hòa thân công chúa là chuyện lớn nhưng thẩm tại giã không nghĩ vậy nghe xong liền che miệng nàng chỉ có hai người khoảng cách gần thẩm tại giã không có rượu rõ không say nàng nói nhất định hắn nghe rõ như vậy chỉ có thể nói hắn nói dối hắn biết nàng là công chúa vẫn cưỡng bức nàng tại sao vậy chứ chương bốn cảm giác rơi vào ổ rắn toàn thân có chút lạnh khương đào hoa vươn tay nắm lấy tay thanh đài nở nụ cười, ta đột nhiên cảm thấy, nếu thuận lợi gả cho Nam Vương, cũng không tệ. Ít nhất không cảm thấy như rơi vào ổ rắn. Thành đài mặt tái nhợt, nắm chặt tay đào hoa, giọng run rẩy nên làm gì bây giờ? Tướng ra muốn hại ngài sao? Chưa chắc, ta chỉ là một công chúa không quan trọng, đại ngụy không có nhiều người quan tâm ta, hắn là thừa tướng, cần gì phải bất chấp đắc tội Nam Vương mà hại ta? Khương đào hoa suy nghĩ một chút, kéo thanh đài đứng dậy đầy phấn chấn, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, người võ nghệ cao cường, dù không có đầu óc, nhưng cũng giúp được ta nhiều chuyện. Trong tình huống nguy cấp, Thanh Đài bỏ qua những lời đánh giá tiêu cực của chủ tử về mình, nếu mày hỏi chủ tử muốn nô tỳ làm gì. Đi tiếp tục hỏi thăm tin tức, tốt nhất là ở phủ thừa tướng. Đào Hoa nói, biết rõ quan hệ giữa cảnh vương, nam vương và thẩm tại giã, sau đó về báo cáo cho ta. Nô tỳ hiểu rồi, Thanh Đài gật đầu, nhanh chóng thay đổi trang phục, tìm cơ hội chuồn ra ngoài. Thở hồn hển vài cái, Khương Đào Hoa lập tức gọi người vào thay quần áo và trang điểm cẩn thận. Trước đây Thanh Đài đã nói, thầm tại giã có rất nhiều cơ thiếp, nàng hiện tại không phải là lão đại, mới đến, làm sao cũng phải kẹp đuôi thăm dò tình huống trước. Chuyện đầu tiên, chắc chắn là tìm chính thất thỉnh an. Trước khi lập gia đình, Khương Đào Hoa luôn trang điểm cho mình giống như hoa đào, nhưng khi vào trạch viện, nàng lập tức thay đồ cầm bào không hợp lễ, mặt mộc không trang điểm, chọn đồ trang sức thật giản dị. Công chúa, nhà hoàn hoa đang cau mày nói, ngài tuy xinh đẹp tự nhiên, nhưng tại sao phải làm khổ mình như vậy? Đây không phải là làm khổ, mà là tự bảo vệ. Đào hoa chỉnh lại trang phục, rồi cùng hoa đăng bước ra ngoài, ở chỗ nam nhân, vẻ đẹp của công chúa có ích, nhưng ở chỗ nữ nhân, không những không có ích, mà còn là tai họa. Khi thị tầm thì phải kiều diễm, còn gặp chính thất thì phải trông kém sắc. Hoa đăng biểu môi, đây cũng quá rào hoạt. đưa tay ký một cái, khương đào hoa trợn mắt, ngốc nghếch không biết nói chuyện. Cái này gọi là thông minh, hiểu không? Hoa đăng cười khan gật đầu, trong lòng nghĩ dùng thông minh để hình dung nàng thật sự quá nhạt nhẽo, phải thêm chữ rào hoạt. Nhưng không biết những năm này nàng đã trải qua gì mà từ công chúa đoan trang văn nhã lại biến thành như bây giờ. Lão nô từ thị gặp qua nương tử, đoàn người chưa qua hành lang gấp khúc đã gặp một bà từ mặc áo nâu váy xám trắng trên mặt bà đầy nếp nhăn từ cánh mũi xuống khóe miệng có đường vân sâu đôi mắt sắc bén bà cúi đầu thỉnh an nhưng ánh mắt không ngừng đánh giá đào hoa từ trên xuống dưới miễn lễ vị này là quản sự tướng ra nói đào hoa cười híp mắt hỏi ta đang muốn đi hướng phu nhân thỉnh an có điều gì cần chú ý từ quản sự không ngại nói một chút phải từ quản sự vuốt cầm đi theo bên cạnh nàng bắt đầu nói về quy củ trong tướng phủ. Ở Ngụy Quốc, từ Hoàng Cung đến Dân Thường, đều có nhiều thê thiếp và phân chia vị trí trong nội viện. Tướng gia là một trọng thần triều đình, trong phủ có nhiều cơ thiếp với các vị trí rõ ràng. Phu nhân là chính thất duy nhất, thuộc Mai Thị, dưới phu nhân là các nương tử, gồm ngài và bốn nương tử khác. Sau các nương tử là thị quần áo, có sáu người. Cuối cùng là làm ấm phòng, tương tự nha hoàn nhưng thỉnh thoảng được sủng ái, tổng cộng có tám người khương đào hoa vừa nghe vừa mỉm cười trong lòng thầm nghĩ nhiều nữ nhân như vậy thầm tại giã vì sao còn chưa chết trên giường còn có thể vui vẻ như vậy lừa dối người khác thật không thể tưởng tượng nổi ngài hiện tại đi hướng phu nhân thỉnh an chỉ cần theo quy củ hành nhún đầu gối chào là được phu nhân tính tình ôn hòa sẽ không làm khó nương tử chỉ là nếu có tần nương tử ở đây ngài cẩn thận chút tần nương tử đào hoa hứng thú là người tính tình không tốt sao? Từ quản sự nhíu mày, há miệng, rồi cúi đầu nói, bên trong phủ đầy tớ không thể nói chủ tử là không phải, ngài gặp qua sẽ biết. Được rồi, người ta đã nói đến mức này, đào hoa cũng liền tự tưởng tượng, mang theo làn váy tiếp tục đi lên phía trước. Mai phu nhân ở tại lang hàn viện, đừng nghe tên thanh nhã, bên trong nhưng là kim mã ngọc đường, gỗ lim chạm trù tinh xảo, tư phiến mở rộng, sân hai bên hàng tủ án hồng mẫu đơn, quý khí vừa nóng nháo, đầy đủ cho thấy chủ nhân tại tướng phủ có địa vị độc nhất. Công chúa đến đây, vừa đến cửa phòng, đã có vài người vây quanh một nữ tử ra đón. Nàng có ngũ quan đoan chính, không quá xinh đẹp nhưng rất ôn hòa và đoan trang. Đôi mắt phượng mỉm cười, miệng nhỏ nhắn, trên tầm có một nốt ruồi hồng khéo léo, trông rất thân thiện. Không để ý đến những người khác, Đào Hoa nhìn thẳng vào người phụ nữ mặc xiêm y màu đỏ thêu hoa rồi cúi đầu hành lễ gặp qua phu nhân mai chiếu tuyết vào phủ đã 6 năm gặp muôn hình muôn vẻ nữ nhân biết thầm tại giã thích mỹ nhân nghe nói triệu quốc công chúa dung mạo tuyệt mỹ nàng liền chuẩn bị thật tốt gặp một lần nhưng trước mắt cô nương này như thế nào lại khác truyền thuyết quan sát một phen mai chiếu tuyết thở dài công chúa chắc bị lăn qua lăn lại quá đi mặt mũi tiêu tụy xiêm y không hợp thân có ai không nhanh lấy đồ trang sức cho công chúa chọn người tốt nhất đi lên đưa đồ khương đào hoa thật thích ánh mắt cũng ôn hòa không ít nhưng chưa kịp vui mừng một nữ tử đứng bên cạnh đỡ tay mai chiếu tuyết liền cười híp mắt nói phu nhân thật hào phóng cho tân muội muội chọn đồ trang sức nhưng tân muội muội vào tướng phủ chỉ là nương tử ngang hàng phu nhân không cần gọi là công chúa nữa đúng không lời này không sai Khương Đào Hoa Triệu Quốc công chúa thân phận tại đại ngụy phủ thừa tướng không có phân lượng, không tự cao tự đại gì. Nhưng lời nói như vậy, nghe như thế nào cũng khó chịu. Đào Hoa nhìn người nói chuyện. Giữa chán nàng có một nốt ruồi hình hoa, đôi mắt Đào Hoa quyến rũ. Cô gái này rất kiều mị, mặc trường bao màu đỏ nhạt, lót vải nâu nhạt cầm tú. Trên đầu nàng cái hai cây châm không tước, nhìn vào biết ngay là một tiểu thiếp được sủng ái. Suy nghĩ một chút lời từ quản sự nói, đào hoa bừng tỉnh, vị tỷ tỉ tỷ này là tần nương tử. Tần giải ngữ nhún mày, nhìn thoáng qua từ quản sự, cười nói, tân muội muội mới đến, làm công khóa không ít, vừa đến liền nhớ kỹ ta. Có người xấu về ta, bảo ngươi cẩn thận chút. Sao lại thế? Đào hoa nhìn thẳng nàng, mỉm cười, tất cả đều nói tần tỷ tỷ xinh đẹp, muội muội tự nhiên vừa thấy liền biết. A, à, tần giải ngữ vui vẻ, ý của ngươi là, phu nhân không bằng ta xinh đẹp. Mai chiếu tuyết mím môi, sửa sang ống tay áo. Từ quản sự nhắc nhở đúng, Tần Nương tử thật cần cẩn thận, nói chuyện toàn theo dệt, sợ hôm nay sống không thoải mái. Nhưng nói về nghệ thuật giao tiếp, Khương Đào Hoa đã sớm học được, cùng một câu nói nhưng dùng cách khác nhau thì kết quả sẽ khác. Trong giao tiếp, cao thủ đối đáp, ai càng không biết xấu hổ thì càng thắng. Hải đường có hải đường diễm lệ, hoa mai có hoa mai thanh nhã đào hoa cười nói, tỷ tỷ không thể so sánh hoa mai với hải đường. Mỗi loài hoa đều có thời điểm nở rộ đẹp nhất. tướng gia trong viện này không chỉ có một loài hoa quý, mỗi loài đều có hương thơm riêng. đã đều được gia yêu thích, sao phải so sánh làm gì? tần giải ngữ sững sờ, quay đầu nhìn mai chiếu tuyết. sau đó khẽ mỉm cười, mắt lộ vẻ tán thưởng. khương muội muội biết nói chuyện, xem ra cũng hiểu lý lẽ, ngược lại còn làm cho ta tỉnh ngộ không ít. đừng đứng ở cửa nữa vào trong nói chuyện đi. Vâng, đào hoa cúi đầu, theo lên bậc thang. Này phủ nhiều người, bình thường thỉnh an cũng không cần mỗi ngày đến. Ngồi chủ vị, mai chiếu tuyết ôn hòa nói, ba ngày thỉnh một lần là được, nếu có việc, khiến nha hoàn đến thông báo một tiếng. Nhẹ nhàng như vậy, Khương đào hoa vội gật đầu. Mới lo lắng vạn nhất gặp chủ mẫu lòng dạ độc ác, ngày liền khổ sở, không nghĩ tới may mắn như vậy. Phủ khác quy củ không nghiêm, chỉ một chút, hy vọng ngươi tuân thủ. Mai Chiếu Tuyết nhìn nàng, về thị tẩm, phủ có chuyên môn an bài, không cố ý đánh loạn, để tránh hậu viện phân tranh. Khương Đào Hoa ngoan ngoãn gật đầu, trong đại viện chỉ có một nam nhân, giống như sói đói dành ăn, tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy. Tốt hơn là định ra quy củ phân chia đồng đều, như vậy ai cũng có phần. Nhưng, liệu thừa tướng có thực sự tuân theo quy định này để sủng ái hậu viện? Như nhận ra sự nghi ngờ của nàng, Tần nương tử đang chơi móng tay nói, tướng gia không thích nữ nhân tranh giành, nên chỉ cần không dùng thủ đoạn, gia sẽ theo quy củ mà thi ân. Hiểu rồi, đào hoa gật đầu, nhận danh sách thị tầm từ nha hoàn. Một tháng có 30 ngày, phú có tổng cộng 12 người, không tính mấy nha đầu làm ấm giường vì không có địa vị. Phu nhân được 3 ngày ân sủng, các nương tử được 2 ngày, thị quần áo được 1 ngày, còn lại thuộc về thầm tại giã, tùy chọn ai may mắn trong nha đầu làm ấm phòng hoặc ở thư phòng. Khương Đào Hoa tính toán, nhận ra thẩm tại giã hiện tại rất cần như tiên thang để bổ sức. Nàng cần phải nịnh nọt, nấu cho hắn uống, nếu không hắn kiệt sức chết, thì nàng cũng không có ngày tốt lành. Âm thầm nắm quyền, Đào Hoa cùng Mai Tần khách sáo một canh giờ, tránh Tần Nương Tử khiêu khích, thăm dò không ít phù tình huống, sau đó cao lui về chính mình sân nhỏ. Kết quả vừa đến Hoa Viên, gặp thầm tại giã thiếp gặp qua tướng gia. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 5, giúp sán độc. Thẩm tại giã vốn không để ý đến nàng, nghe thấy tiếng mới dừng lại nhìn nàng một lúc, công chúa. Gia cứ gọi thiếp là đào hoa, khương đào hoa cúi đầu nói, vào tướng phủ rồi, thiếp không còn là công chúa nữa. Thẩm tại giã hơi nhíu mày, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng, người thích ứng nhanh thật. Tất nhiên rồi, thiếp còn muốn sống tốt qua ngày nếu không thích ứng với hoàn cảnh, chẳng lẽ chờ hoàn cảnh thích ứng với mình? Trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Người nghĩ được vậy thì ta cũng bất lo, thầm tại dã thở dài, lông mày hơi nhíu lại, như có điều khó xử. Khương đào hoa rủ mắt, buồn bực không nói gì, nàng không ngốc, thầm tại dã rõ ràng có điều muốn nói nhưng lại không nói thẳng, muốn nàng hỏi. Nếu nàng hỏi, chẳng phải rơi vào bẫy của hắn, nếu bị mắc bẫy, khóc cũng không có chỗ khóc tốt hơn là giả vờ ngốc, an toàn hơn. Không phải nàng cảnh giác quá mức, mà vì thầm tại giã từ đầu đã lừa nàng, niềm tin giữa hai người đã không còn, nên không thể trách nàng không hợp tác. Hôm nay thời tiết đẹp, đào hoa ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ, cười ngây ngô, tướng ra nếu không có chuyện gì khác, thiếp xin phép đi trước. Thẩm tại giã nhớn mày, phản ứng này thật bất ngờ, suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi đã muốn về, vậy ta cùng ngươi đến tranh xuân các ngồi một lát. Cái gì? Đào hoa sướng sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi cúi đầu lặng lẽ xem danh sách thị tầm. Nhớ không lầm, hôm nay hắn muốn sủng hạnh cố nương tử, đi chỗ nàng làm gì? Nghĩ lại, còn sớm, không phải đi liền sùng hạnh, thầm tại giã không phải đang trong kỳ động dục, là nàng nghĩ nhiều, người ta có lẽ chỉ muốn nói chuyện. Suy nghĩ xoay chuyển, đào hoa liền cười nhiệt tình, hướng thầm tại giã quỳ gối hành lễ tốt, ra bên này xin mời. Thầm tại giã cười vuốt cằm, xoay người lông mày lại nhíu. Nữ tử thông minh hơn nửa chỉ biết dùng tâm tư để nắm bắt nam nhân cực hạn trong phòng, nên hắn vẫn nghĩ nữ nhân dễ nắm giữ. Nhưng có lúc hắn cảm giác hương đào hoa không giống vậy, như ở trong lòng bàn tay, lại như có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Sinh nghi, hắn hỏi, nhìn ngươi từ Lang Hàn viện đến, có gặp phu nhân? Vâng, đào hoa trả lời, phu nhân dậy một ít quy củ, thiếp đã ghi nhớ. Tần thị có ở trong viện. Tần tỷ tỷ có ở đó, dạy thiếp nhiều điều. Đào hoa cúi đầu đáp, còn liếc trộm thầm tại giã. Người này sao tâm tư thâm trầm thế? Hại nàng không thể trầm mê trong nam sắc, phải căng thẳng đề phòng. Người thấy tần thị thế nào? Thẩm tại dã hỏi. Đào hoa nghĩ một chút, ngây ngô đáp, dung mạo thượng thừa. Hắn hỏi về con người, không phải dung mạo. Thầm tại giã ngừng bước, nhíu mày nhìn nàng, nói về dung mạo, công chúa hôm nay ăn mặc không bằng sáng sớm không trang điểm đẹp hơn. Đương nhiên, Khương Đào Hoa vô thức nói, nam nhân thấy nữ nhân không mặc quần áo là đẹp nhất. Nói rất lời, gia nô nha hoàn đều ngẩn ngơ, thẩm tại giã kinh ngạc nhìn nàng, rồi rũ mắt đào hoa. Thiếp biết sai, nhanh nhẹn quỳ xuống, đào hoa bối rối, thiếp từ nhỏ ở triệu quốc, có chút ngôn ngữ không chuẩn, quy củ chưa học đủ, xin ra tha thứ. Nhìn nàng căng thẳng, thầm tại giã lại thấy nhẹ lòng đưa tay đỡ triệu quốc phóng khoáng ta nghe qua không ngờ mở rộng vậy ngài không biết nhiều có gì muốn hỏi cứ hỏi thiếp đào hoa cười ngây ngô thiếp chỉ biết chút ít trong hoàng cung không biết nhiều ngươi là công chúa triệu quốc sao biết thấp không biết cao tướng gia không biết khương đào hoa vuốt tay áo nửa thật nửa giả lừa thiếp là công chúa thân phận lúng túng mẫu hậu mất sớm tân hậu không thích thiếp và hoàng đệ để hoàng trưởng nữ tố hành kế vị nên an trí chúng thiếp ở cung điện gần cung thành sống như cung nhân triệu quốc hoàng tử kế vị hoàng nữ cũng có thể thầm tại giả biết rõ cùng lịch sử triệu quốc mặc dù đại ngụy không thể nhưng tôn trọng phong tục nước khác nói vậy công chúa lấy chồng xa muốn thay đổi tình huống khương đào hoa không che giấu gật đầu tự nhiên lấy chồng xa đại ngụy so với sống ở đó tốt hơn người cần gì có, có, mắt đào hoa sáng, thiếp muốn ăn no mặc ấm. Thẩm tại giả, lời này khiến hắn không đành lòng, tuy hiện thời triệu quốc trong mắt đại ngụy là thâm sơn cùng cốc, nhưng công chúa nguyện vọng chỉ ăn no mặc ấm, quá xót xa. Mì mắt khẽ nâng, hắn thả giọng tướng phù tự nhiên cho ngươi ăn no mặc ấm, không chỉ thế, nếu giúp ta hai việc, ta có thể gửi lễ về triệu quốc, cho lệnh đệ. Tốt như vậy, đào hoa tính toán, rồi cười ngây ngô, giúp cái gì a? À? vì ngươi, ta cùng cảnh vương, nam vương có hiểm khích. Thẩm tại giã cúi nhìn nàng, ôn nhu cười, nên một việc là, ngày mai nam vương phủ, nói ngươi tự nguyện theo ta. Nháy mắt, đào hoa hỏi, thứ hai là gì? Thứ hai là cảnh vương, hôm nay ta sẽ hẹn ở Bắc Môn Đình để giải thích những hiểu lầm hôm qua. Thẩm tại giã nửa rủ mi mắt, rất đẹp, từ góc độ đào hoa, ôn nhu đến tan chảy, đổi nữ nhân khác, mặc kệ hắn muốn gì, đều đáp ứng nhưng Khương đào hoa học mỹ thuật, nếu bị người khác mê hoặc, truyền về chẳng phải mất mặt sư phụ. Vì vậy ổn định tâm thần, đào hoa khó khăn nhìn hắn, thiếp hiện là tướng phủ thiếp thất, tùy ý cùng vương gia đáp lời, không quan hệ sao. Không quan hệ, không ai thấy, thẩm tại giả, những thứ này ta an bài, người giúp là được. Nghe vậy, Khương đào hoa cảm thấy như mình là nguồn cơn rắc rối, nếu không biết trước thẩm tại giả đang nói dối, nàng sẽ rất đau lòng dù không biết rõ ý đồ của hắn, nhưng nàng biết hắn không có ý tốt với mình. Ra, đào hoa sầu khổ nói, không phải thiếp không muốn giúp, nhưng hôm qua đứng dậy liền cảm thấy không khỏe, ngày mai sợ không dậy nổi giường. a à, thẩm tại giã hy mắt, cúi nhìn nàng, không khỏe. Cần gọi đại phu xem. Để thiếp về tranh xuân các thỉnh đại phu, nàng nói, nếu ngày mai thiếp không sao, có thể dậy, thiếp sẽ giúp ra. Nếu vô lực, ra tìm cách khác được không? Thật không khỏe, thẩm tại giã ngạc nhiên, lúc này thật trùng hợp, Nam Vương không dễ đến phủ, nếu ngày mai không gặp, tình hình sẽ rắc rối thêm. Nhìn Khương Đào Hoa thành khẩn, không giống nói dối, hắn không thể để người bệnh gặp Nam Vương, không ổn. Đã vậy, người đừng về tranh xuân các, dừng bước, thầm tại giã nói, thời tiết ấm hàn, tranh xuân các lạnh, hôm nay ngươi ở lâm vũ viện, ngày mai sẽ tốt. Cái gì, đào hoa đầu lắc như trống bỏi, phu nhân vừa nói, phủ có quy tắc, không phải thị tầm ngày, không được tranh thủ tình cảm. Thẩm tại giã khẽ cười, hôm nay ta đến ôn thanh các, nên nhường phòng cho ngươi ngủ, không tính là tranh thủ tình cảm. Người không ở đây, cũng được, đào hoa thở phào, dù sao giả vờ bệnh, nơi nào ngủ cũng như nhau. Đa tả tướng ra, gật đầu, đoàn người chuyển hướng, đến lâm vũ viện. An trí nàng xong, thầm tại giã có việc đi thư phòng, đào hoa liếc nhìn nha hoàn xa lạ không dám lộn xộn đành ngốc nên ăn cơm thì ăn nên nghỉ ngơi thì nghỉ trạng vạng thanh đài trở lại một đường tìm đến lâm vũ viện thờ hồn hển hỏi chủ tử cần nô tỳ hầu hạ tắm rửa muốn muốn đào hoa vội hướng nha hoàn phân phó chuẩn bị nước nóng là nha hoàn lên tiếng đi không lâu sau thùng tắm đầy nước nóng được rồi ta tắm cần thanh đài hầu hạ đào hoa nhìn những đầy tớ khác, các người ở ngoài cửa canh gác. Nhà hoàn cung kính, ra ngoài rồi tiện tay khóa dương tủ. Cẩn thận thật, đào hoa chọc lưỡi, chờ cửa chính đóng lại, mới kéo thanh đài sau tấm bình phong hỏi tình hình thế nào. Thanh đài nhỏ giọng nói về cảnh vương trước, cảnh vương là hoàng tử được sủng ái, không phải con vợ cả, nhưng hiện rất có tiền đồ, trong chiều có tiếng tăm. Chỉ là một số cựu thần không phục, không quy thuận, nên cảnh vương muốn lôi kéo thẩm thừa tướng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn